Sáng nay chúng ta sẽ ăn món bún thịt nướng mọi người, thì vô uống khoai đang đá mọi người. Đây mọi người, bún thịt nướng mọi người. Ly khoai đang đá mọi người. Mà mọi người ăn sáng mọi người, sáng uống phê làm cử sáng mọi người. Trộn cho nó đều luôn rồi. Là nước mắm lạc mà thịt kiểu ướp vừa ăn luôn rồi, nên là ăn cảm giác nó hơi mặn xíu luôn rồi. Ăn bún không thì thấy nó ngon rồi, để mà chan mà nước mắm nhiều kiểu nổi nước luôn rồi. Mắm này cảm giác nó hơi chua luôn rồi, nhưng mà ăn với thịt á, cảm giác thịt ướp vừa ăn cảm giác nó hơi mặn. Đúng cài mà. Giá gì là cũng giòn. Tâm
chuồn mà cô cái trắng cô cái đỏ mà sao quá thằng chúng mấy miếng ớt mà đụng tay mà cay không cay quá cay à bún thịt nướng này mọi người cái kiểu làm nước mắm là thả trang nữa nướng này mọi người ăn ngon mọi người nhưng mà kiểu do thịt ướp vừa ăn mọi người cay mọi người cái thịt ướp vừa ăn á ăn thành ra nó hơi mặn xíu mọi người kiểu ở đây mấy chỗ này làm như thịt này kia làm như ướp vừa ăn không mọi người mấy món mà ăn với nước mắm mà ướp nó hơi ấy xíu hơn mà chứ mà ăn với nước mắm mà kiểu mà ướp vừa ăn không mà kiểu đó cái dễ bị mặn không mà nói chung dễ bị mặn lắm cái dễ không mà ăn với mấy món nước mắm mà nói chung là kiểu mà ướp nó hơi mặn mặn xíu mà kiểu mà hơi mặn nhẹ mà cái gì thì người ta ăn nước chấm thêm không mà dễ hơn mà còn kiểu mà ướp vừa ăn á tùy khẩu vị mỗi người đúng rồi nhiều khi có người ăn mặn có người ăn lạt có người này kia người ta ăn thì cảm giác thấy nó mặn luôn chừng mà như mấy món mà chả nước mắm á mà ướp vừa ăn là thế nào cũng mặn luôn rồi kiểu như vậy rồi cho bơ đen đá bao đắng luôn rồi rồi chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon mày và có một ngày thật là vui vẻ ba người.